Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2023. Thông tư 11/2022 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, bổ sung quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử. Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua phương tiện điện tử. Giá trị mỗi cam kết bảo lãnh bị giới hạn đối với khách hàng cá nhân không vượt quá 4 tỷ đồng, tổ chức không vượt quá 45 tỷ đồng. Theo Nghị định số 06/2023 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2023, việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024, theo quy định tại Nghị định số 138/2020 của Chính phủ. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định số 06/2023 không phải thực hiện thi vòng 1. Thông tư 05/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2023, quy định không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên, áp dụng từ năm học 2024-2025. Việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên như hiện nay được cho phép thực hiện đến hết năm học 2023-2024. Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên trước đó vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi học hết lớp 12.